Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực chuyên bán gà vịt tại chợ phiên Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng. Hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, tức là phiên chợ cuối cùng trong năm tính theo dương lịch của chợ phiên Quảng Uyên. Ngay bây giờ tôi sẽ đi vào khu vực này, quay những con gà, những con vịt, trò chuyện cùng những người bán để mà chia sẻ với các bạn nhé. Đây, gà vịt họ bán rất là nhiều các bạn nhé, những con gà rất là đẹp luôn. Thôi tôi đi vòng qua bên này trước. Ở đây có con chó con bán ở đây các bạn nhé. Bác tìm một con chó con hả anh? 250 anh ơi. À, 250. Mình bán hai con, có đúng hai con hả anh? Còn đúng hai con. À, to phết đấy anh nhỉ? Lớn phết ở đây. À, ở đây có chó, nói chung lại có ít chó bán ở đây thôi. Ở chợ Bảo Lâm, Bảo Lạc thì nhiều các bạn nhé. Vịt. Đó, những con vịt ta rất là đẹp luôn. À, vịt nhiều, vịt lắm. Đây, còn vịt là vịt. Chú ơi, ba tiền một cân là vịt nè mà chú. 60. À, 60.000 một cân ạ. À, vịt nhà mình nuôi to lắm nhỉ, giống vịt này to đấy nhỉ. Chắc là hơn 2 cân hết chú nhỉ. Và đúng rồi, giống này to. Đấy, à, hôm nay nhiều lắm nhỉ, nhiều gà vịt lắm, ngày Tết à, chú nhỉ. Nhưng mà cũng bán được mà, nhiều người mua mà. Thế là tốt rồi, cháu chúc chú đắt hàng, cháu đi chơi tí đã. Vâng. Các bạn đi theo hướng nào được nhỉ? Hướng này thôi. Để đi dạo qua một vòng, chia sẻ với các bạn thôi. Vịt khoảng 60.000 một cân. Đó. Những con gà thiến rất là to béo này. Chị, gà thiến hôm nay họ bán khoảng bao nhiêu một cân hả chị? À, 140 đấy, 140, 150 một cân đấy. Gà thiến đẹp nhỉ, con phía trên này đẹp hơn, to lắm, nó phải tới hơn 3 cân, 4 cân mà chị. Đấy, hơn 3 cân rồi nhỉ. Ôi, màu cũng ra đẹp. Và cảm ơn chị, em hỏi giá chị một chút, tham khảo giá thị trường một tí và cho chị đặt hàng à. Các bạn ơi, tầm 140, 150 một cân gà thiến đấy. Đấy, những con gà thiến rất là đẹp. Đó. Wow. Vịt thì khoảng 60-70.000 một cân, gà thiến thì khoảng 140-150 một cân các bạn ạ. Gà giò rất là nhiều. Vịt trắng rất là nhiều các bạn nhé, vịt trắng nhiều lắm. Lông gà, lông vịt bay tứ tung hết. Bà con đi chợ ai ai cũng đeo khẩu trang để phòng Covid. Hết khu vực bán gà vịt rồi các bạn ạ, quay lại hướng này thôi. con gà ta này, gà giò, gà tiến này. Có những cái cây mình để trang trí ngày Tết này. Gà con, chó con, con vịt, con gà thôi. Người bán rất là nhiều mà người mua rất là đông các bạn nhé. Đó, vì là chợ Tết mà. Một đàn vịt trắng. Bao nhiêu tiền một con, à một cân vịt trắng à anh? À. Con vịt trắng này rẻ thôi. Hơn 30.000, 40.000 cân. Còn vịt suối đấy thì họ bán 60-70.000 một cân. Gà thiến 140-150 một cân. Đây là gà giò. Gà giò. Toàn vịt trắng các bạn ạ. Cô hôm nay bán được nhiều không cô? Mấy trăm ạ? Vâng, vâng. Ngày Tết mà nhỉ? Vâng. Cháu chúc cô, chúc chị đắt hàng nhá. Ủng hộ mà, em quay là em ủng hộ rồi. Em không ủng hộ thì bạn bè khán giả của em biết là ủng hộ các chị rất nhiều rồi. Toàn là vịt trắng thôi nhỉ? Vịt trắng, vâng, vịt trắng đấy ạ, vâng. Đâu ạ? À? Gà giò à? Gọi là gà giò à? À, vâng. Thích gà thiến hơn cơ. Dạ, vâng rồi, bên này. Ôi, những con vịt gà. Con gà ta, ở đây có chó con đáng yêu đấy. Con này sao không cho vào lồng à chị? Không có lồng rồi. À hết lồng. Con này như kiểu chó lai nhỉ, mặt của nó như kiểu lai với chó cảnh ấy. Chó lai, chó con cún đây. Dạ. Chó gì hả chị? Chó con à. Không có chó cộc đuôi nhỉ, ở đây không có chó cộc đuôi. Cộc đuôi không có đâu. Dạ. Chó lai rồi con này. Dạ vâng. Như con chó lai bao tiền hả chị? Con này bảo là 300. À 300. Hiền nhỉ. À, rồi, chúc chị đắt hàng. Dạ thì đã. Quay gà. Nhiều gà đấy. Đó, đây là khu vực bán lợn. Gà vịt ở đây bên trong là bán lợn. Đó. Đây, để có các chú chuyên thiến gà ở đây. Hôm nay thiến được nhiều không chú ơi? Hôm nay thiến được nhiều không? Ồ, cháu đến muộn quá nên không thấy chú thiến rồi. Vâng, muộn quá, hôm nào sớm sớm mới được dạ. Vâng, cháu đi chơi một chút ạ. Khu vực bán hoa quả các bạn ấy. lá dong và bánh chưng. Lên đầu cầu trên này nào xem có gì không. Vực bán mía này. Còn mía là mía các bạn ạ. Mía này cao đấy. Mía rất là cao. Như vậy là đi hết một vòng khu vực bán gà vịt và gọi là khu vực bán lá dong, hoa quả loanh quanh khu vực này rồi. Đây, mía. Những cái mía đây rất là dài, rất là cao các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa đi dạo quanh một vòng khu vực bán gà vịt để mà gọi là chia sẻ đến với các bạn thông tin về giá cả, cũng là chia sẻ những hình ảnh đến với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.